bước mời cho con xem đi. Đây mình thuê tới chỗ nay đại gia đình mình đi chơi thuê tới chỗ đây nha, mình xuống tới chỗ mình quay cho cả nhà xem nha, đi công viên nước. Giờ lên đâu có gì đâu con, giờ mới ăn quay hết. Dạ mà là một chảy luôn. Đây tại gia đình mình là ngồi một chảy bên đó nha. Không dùng anh em. Hả? Bên đó nhà ông không đó. Bảy bảy rồi ha. Bảy bảy người, bảy thằng Quyên. Ba đứa gái. Đây là xin xin biết thằng đó đầu nón là ăn qua qua. Thằng này đây. Thằng Trung Quốc. Cho mình cổng cả nhà cô Quy cũng sáng cũng là buồn lắm. Bao nhiêu người hết rồi giờ mới vô cổng mà cả nhà đó. Quá thực khách đông. Đây vô cổng khủng long, công viên khủng long. Báo mưa đi đâu hết. Bình thường mà. Cấm nè. Cấm. Đây cổng công viên khủng long. Cự lên rô. Đứng vô, đứng vô. Bốn là đại ca nhí. Liền đứng ra. Vô, đây. Khi mình vô công viên khủng long mình phải mua vé nha. Giờ thì tới phòng vé. Vô. À, bây giờ hồi nãy giờ mua vé bây giờ mới xong nè. Giờ vô cổng nè. Nửa tiếng hồ mới được vé nè. À, 16 cái. 13 lớn. Ba dĩ nhỏ. Phát cho người dưới. Nói chung nó năm nay vậy đó. Nhiều cộng. Ta tính. Bỏ cặp tiền nó chi nữa biết. Người cầm dưới là được rồi. Người cầm dưới là được rồi. Không cần con. Dưới nào người nào cũng được đó. Đây dưới. Con người lớn. Cái người bao nhiêu tiền? 280. Người lớn là 280.000 một vé. Mình đi được 5 cái công năm cái đây một mát công viên. Mua này mình mua vé là mình đi được 5 cái công viên luôn là 280.000. Một người. Có ai chị em không? Sáu chị em. Đậu đậu vô đậu đây đây.
Vô cắm. Lông này thì cũng đang ăn cỏ nè đó. Khủng long con, khủng long mẹ đầy đủ. Đây, khủng long đang ăn cỏ. Đưa điện thoại cho em nó chụp hình đi cho Tú. Đưa điện thoại cho em mượn nó chụp hình đi. Ai muốn thôi.
Đưa cho em chụp hình đi. Nè, chụp đây cho em, nó mượn điện thoại đi. Mày hai cái lận. Rô, rô. Rô, ra đây leo càng cổ cũng lâm. Lâm cao sao chậm? Chụp cái nào. Lắm chạy nó mất tiêu không mà. Bên kia đông binh nước à. Bốn lóc năm lóc mà bên này này nó còn ba lóc. Cái gì? Cái này cũng bốn năm lóc rồi. Bên này còn ba lóc được kẹp sao lâu quá nó kẹp sao? Ông rô chợ. Đó, ấm lên đèn cũ nó ngầu chụp hình mà ông lo không đi mất tiêu mà. Đó tiếc quá. Còn kêu quay mất hồn chạy. Rô đi thì... Khủng long cao cổ. Quay tôi rửa sừng nó hả? Rồi được không? Được, mới đọc đi. Quay quay tôi. Cắn cái trò đó. Tấu tôi à? Mơ ra. Tấu tôi à? Đâu vô được bà, cho cháu nó vô xét bên nó chụp bước qua. Đó mấy nhỏ này đâu sợ nó chui vô cái hay à. Trong này có đồ chui. À cái này chiếc hồi xưa lâu hung. Cả mắt đó, mắt của Mỹ cũng mấy Nhật đồ á. Ừ, còn này lâu hung. Xin thầy xơi. Chui vô, chui vô, mấy chị em chui vô. Mà quay lắp này. Ba chị em vô, ba chị em để đèn quẹt nó sao đâu. Ba chị em vô luôn đi, đi vô luôn đi. Sợ khủng long bảo chúa. Sợ khủng long bảo chúa. Đầu lâu. Mấy cục đá thiên nhiên đẹp. Đi bên này đẹp hơn nè. Đi bên cái... đi bên cổng này nè. Cổng nào? Cổng này. Núi nguy hiểm. Hả? Đi cổng này nè. Hay là đi đầm lầy. Đi bên này. Mấy ngày này đứng lên nữa rồi. Đứng. Đứng nhớ luôn được ngồi đứng bình thường chứ. La đi ra mất tiêu không rô này. Leo cái trứng cẩu luôn, con leo lên trứng cẩu luôn. Đánh nở lên luôn, leo lên trứng luôn. Ừ, có luôn. Anh này anh dạng nè. Leo lên trứng á, con leo lên trứng. À không nở. Đập đi, đập cho nở ra con đó. Cũng lông bay, cũng lông bay nha. Hai con thằng làng bay. Trứng à, trứng, trứng rất nở. Cũng lông bay. Này là thằng lằn bay. Thằng lằn bay, thằng lằn bay. Này thằng lằn bay.
Thanh Việt, Thanh Việt. Bị bị rồi. Ủa ông đứng nằm trên miên nè. Ủa ông nằm trên miên chạm hết. Ông lùi đây nè. Bắt. Bắt bình thường thôi, có đâu mà điều trong nguyên quá. Bắt bình thường. Đó không? Ủa ông nằm trên đó luôn. Nó trên một u luôn. Là nó mưa không cho tao vô là nó không có mở điện mở lên được, nó sợ mát điện trong đó nó giật á. Má làm sách quê bụi thôi làm bụi hay gì do làm cứ động đồ hay bố đẹp má cầm gì nào mà quay trước cái nào mà quay nữa mà quay mình quay cái đuôi đâu mà quay đâu quay nãy quay cái đuôi đâu giờ qua quay cái đầu này nó đủ má hồng đó mà đi xuống đây mà cây này họ đủ tiền cắm tiền là thích trồng cây mê mê đủ má hồng con hồng con hồ sâu đi đặc biệt đây hả ủ ăn ăn cờ bắp hello. Hello bro. Hello. Thank you.
xưa. Khách du lịch đi đông nha, mấy người khách du lịch này. Ở đây em thấy điện xanh là mình cứ qua. Anh cuối cùng luôn cũng được. Anh cuối cùng luôn. Đi em qua đây anh cuối cùng. Cuối cùng anh gần ghế. Biết rồi anh cầm ghế anh đi luôn mà. Dạ mình di chuyển thẳng xuống. Đi chuyển xuống dưới đây nè, kêu xuống chỗ này chờ để chờ xe nó chở mình đi. Thì mấy cày chở nó tôi chờ chở mình đi á, nó có xe chở mình đi chứ. Điếu là điếu nằm á, khu là điếu bê luôn, nuôi bê luôn, nuôi bê mới sợ chứ. Nó tới luôn, kêu nó tới luôn nè. Nó tới luôn nè. Công viên nước đều kiến vô con rô, đều kiến vô nãy hai cầm ghế đó phải không em? Dạ. Cầm ghế. Lên được không? Lên được. Không biết là lên được hết á.
đây cổng vô nước ấm mát. Chỗ này có ghế được nằm cho nó ấy này. Cao cả được mới được hả? À? Ở nó đồ cua hết vậy chứ sao? Ngồi đó đi, cứ đi vòng vòng chơi tắm quen. Ra máy đen cái rồi, đứng chạy chưa không ra máy con. Làm như ở trong đó thì gồm cái đang như chứ. Lên cầu kính nè. À, đi lên tới trong chiếc thuyền đẹp lắm. Đi từ từ lên. To đi sẽ trâu mà. Sợ gì đâu mà sợ. Đừng có dòm xuống. Bình thường. Chứ sao? Ừ, lên đây là cao, chưa cao không mà dòm thấy hết luôn. Kiếm hai chụp video liên đẹp vậy. Lên trên cao này chụp cái đẹp cô à. Hai cấp nữa. Quá đẹp. Lô rồi. Lô. Sao có hết luôn chứ. Cái này hai lớp kính luôn. Ừ. Dữ dằn. Kính này nó dày cố luôn.
Đù kính này hai miếng kính lại luôn chứ. Kính nó dán cường lực. Ở đây bên kia là chỗ nhà nghỉ à? Không. Ông lên con dịch ra. Đánh chụp hình đó, vẹo xuống lại đi, vẹo anh đó lại mày con mà xuống bên đường đó đây, biển, này chiếc xuồng đang làm, này là công viên nước. Cầu kính. Hello. Bờ biển. Dòng xe. Qua mình qua công viên nước xong rồi qua lại công viên khu bên này. Mình cái dòng xe bự đó. Ở đây là tấu có chỗ khu nghỉ lại. Mấy khu biệt thự đang xây lỡ dở chưa làm hoàn thành. Quá chừng. Nguyên là khu thứ tư nè. Con khô vô cẩm vô cẩm xích chế under the age of 8 must be accompanied by an adult at all times. Hello nè, đừng có nhìn vào đó con nè. Nó lên cao lại chậm lại vậy. Chị mới sợ chứ. Ừ, chút. Cao luôn, kìa. Cao luôn. Không, mình nhìn thẳng như vậy rồi mình mới sợ. Trời ơi, đâu mà sợ nó em. Ngồi im đi. Mình thường. Hello.
Xin chào, xin chào. Số mà. Xin chào, xin chào, chào hello, chào chào mấy chị kia. Xin chào, xin chào. Này xuống lại nè, nó xuống từ từ lại. Có số nó. Thanh Việt ngồi chỗ kia là không thấy đâu. Đừng lúc lắc, đừng có lúc lắc. Ngồi im. Đừng ra đâu hả? Tôi có số. Trời đừng ra. Sáng giờ mình đi chơi cắt mấy hè nghỉ. Tại gia đình tôi chơi một viên nước của mình thu rồi giờ giờ vô quấy mất phơi ăn. Mấy anh em đang màu rồi lên ngồi ăn. Bàn này luôn. Ba gia đình, bốn gia đình. Ở đây anh tài xế. Ông định không con rô 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 mà nói nè, ông định không ông định không quá từng đoạn này thịt nước trong nước là chính nè, có khúc nè, tôm nè, cháo bò ốc hút đó là này trong bàn cho nè quan. Rồi mình ăn đi. Rồi ăn thấy không? Múc ăn múc đủ đều quá. Múc ăn quá trần ớt. Đây miếng ớt. Có ghẹ đó nha. Ghẹ mà không được bự, ghẹ vô vô thằng này ghẹ không được bự. Đó là ngon rồi. Đây ông định năm con nữa. Tút ta, đại ca nhí này đâu chứ coi cánh gà gặm đã luôn. Chân gà rút rút xương. Mất. Đây. Giờ mình ăn xong mất ra giờ chờ xe giờ là cả nhà nè hả mới ăn quá mất phơi ra ra vừa ra chờ xe lên lâu lâu đi chơi thì mấy đứa chơi cô mình nghỉ thì rồi đi chơi bữa giờ này là 6:30 xe tới đó, bây giờ tài xế tới sắp rửa lên xe rồi trời hơn ngày nay trời bão mà hơn là đi ngày nay không có mưa. Giờ đang mưa tới nè đó, giờ lên xe dời nè. Mình có mưa không? Là mình cứ chạy về tới nhà quay kết thúc một clip đến nhà xem.